Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, để tiếp theo đọc thi văn giáo lý của Đức Thầy là bài Diệu Pháp Quang Minh, sẽ do ba nam đồng đạo thành kính đọc lại. Kính mời quý vị lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Gươm kiếm huệ từ bi chớp nhoáng bóng quang âm, ngày tháng dập dồn, ta thừa dưng sắc linh thế tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Tùy phong hóa dân sanh phù hợp chấp bút thần, ta ích bổn kinh. Bởi luộc trời mở rộng thinh thinh, chi phong gió bất kỳ chuyện kiếp. Giống hồng lạc kiếm chi ngọc diệp này đổi dời, nhiều sự thấp hèn từ ngàn xưa. Phật pháp mới gài thêm nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Ta cũng tỏ đôi lời khờ khào, ngắm cảnh đời tâm não bất cùng, hiểu điên khùng ban rải dư muôn, khùng đạo đức khùng câu tuyệt diệu. Khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo thức ca. Quơi bút thần dẹp lỗ cáo xà, loài độc địa toán trừ dứt nọc. Nói tục cổ xác khùng để tóc, phải đua chen tập tanh ông cha. Mong dương trần tình giấc nam kha, trừ giật dục trì chân bất hoài. Cặp mắt thanh dòm xem tứ hải thương hồng trần, mường sắc tái xanh. Bởi vì đời dân vật cạnh tranh, nên câu sẽ cùng nhau thầm nào. Xa chi kẻ ngu si khinh ngạo, vì trên đời nhiều hàng khác nhau. Đấng trung thần giả ngọc ước phao, người bội phản ghét dơ đạo ly. Khùng cảm mến truyền câu hồi gì
điện nhờ ta điên giống tiếng rồng, điên gõ ách xích xiềng thế tục. Chuẩn linh khu ba hồi dục nghi thúc mê đần lôi âm khỏi điều êm tay. Con lành duyên xa trở gốc hài, điên quyết chỉ dắt người lánh tục. Đạo mở cửa bài câu minh, một nước mà tươi tắt lòng phàm. Cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung tự vì nước. Còn ghi linh miếu thác vì đời thành sự danh bia, mộ canh chuồng đai giáp mang hia. Tuy thô kịch mà tâm chánh trực, nước văn minh chế độ ấy nực mạng trao chia xác thịt thanh bay. Cảnh dương trần kho sánh bồng lai, về tiếng cảnh say mùi rượu thanh. Chén quỳnh tương gác điều gai, ngành vui tinh thần bài biến cuộc cờ. Khi thừa nhàn trôi dòng ngâm thơ, bài thi phú thang qua thời thế. Xuân dương gian thân điên nào này, chốn hồng trần đuốc quệ liền khai. Cho nam nhi sửa mặt râu mày, hàng phụ nữ dồi câu trinh liệt. Ráng bắt trước những trang tuấn kiệt, gái anh hùng xưa có trưng dương. Đội quân tàu cứu vớt quê hương, rửa sông hận thù chồng dốc tràn. Xưa châu sáng thành lòng phải ta ngăn sư đồ đặng nói cho đời rõ biết. Khùng điên điên vẫn bị điên câu ai quất, giết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải mang chờ trong ba tánh ơi thảnh thơi. Khắp bốn biển liên dây hòa hảo
rừng bát thai điên đời biến ảo điên như ta vì đạo vì dân điên tu cầu quân thánh rải ân cho bốn biển dân lành được hưởng điên dẹp rác âm thanh sắc tướng tầm vô vi kiếm cảnh niết bàn thuyền từ bi thẳng cánh lướt sang qua đông đổ vớt người hữu đức bể ái hà cơm linh xâm dứt lòng bồ đề sắc đa dám cần cả tiếng kiều lớn nhỏ để quân nói chí ấy sửa sang thời thế trời qua buổi chính chinh vừa xây chờ ít lâu cũng lần về tây lục huỳnh hôn đèn trí soi đầy tìm nẻo thẳng đi về cực lạc điên đạm luận ít câu dốt nát mong chị anh bàn bạc thế nào lời văn thôi kiến ơi chẳng cao nổi quan cảnh tâm vô kỳ vật đường đạo đức bước đi từ nấc ngoài quan hình bất chấp kỳ hình phải bền lòng chặt nẻo ơi sắc đinh rang kiếm chữ bất sanh bất diệt chúng sanh mê nên đem pháp thuyết giải thoát rồi pháp bất khả dùng nương gia đình kính trọng cội thun lo nâng đỡ trong ngày tuổi hạt thân điên khùng thế gian tạm sát chén rượu nồng chẳng nếm mà sai sai lệ mê lệch mất tối ngày sai đạo pháp sai mùi hương khoai biết chừng nào chúng sanh vượt khỏi bể ái hà rứt bỏ vẹn lâu sai như xưa nhằm lúc huỳnh bào trần di ngủ sai câu thành tựu quyết đưa chúng về nơi non thương tàu lư bồng ngõ hội quần tiên
Khương tử nhà xong gì còn phiền, câu không ngạnh chờ non phùng gây. Huyền bác nhà ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bên sông mê, nên phải đành mang lốt làm hề, mặc ba tánh khen chê cùng phải. Chỉ quân tử lòng nhân giang đại, dốc làm sao rõ mặt tan bồng, nghiện hai vai gánh nặng non sông, vớt trong họ lầm than bể khổ. Dĩ như loài xanh cầm hồ thố, còn thương nhau lại huống chi người, đưa hai lòng sao chẳng hổ người, đáng thùa thẹn với cây cùng co. Dẫu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ bán ông cha, hay dân tình xem dạng ngâm nga, lão sốt giả đôi lời trần tố. Đức không thanh người sanh nước lộ, ngài còn xưng cuồng quyến giả hồn, xa chi lời đạo chích tục thô, kẻ ngu xuẩn khi người nhân đức. Danh hiền sĩ non sông nao nức, giả như hồi chiến quốc xuân thu, thầy mạnh ra dùng đào châu du, lúc thập bát chư hầu rối loạn. Bậc thánh nhân công lao chẳng chán, huống chi ta nào dám than gian. Thấy đời mê chưa rõ Phật đàn, nên tỏ y khắp nơi đặng biết, coi ai có chứa bầu nhiệt quyết, dùng đạo màu cứu vớt sanh linh. Nếu để chờ sấm nổ gian thình, e ba tánh ăn năn đã muộn. Giảng giới kể ra đà bốn cuốn, ít có người khám rõ cơ quyền. Ta dừng tay chờ đợi linh thiên, Đức Ngọc Đế sử phân cho chúng.
Đêm dài dằn cán dầu tim lùng chẳng thấy ai tìm kiếm bóng trăng để làm cho mất bụng chỉ hằng nơi cung nguyệt chờ trong mòn già thiêu chi kẻ đặng chim bè na hiếm bao người đặng cá quên nôm ưa đồ ngon đúc nhét đầy mồm chẳng thèm kể cha hiền trong đời trương ban xương đành quên nhân ngồi nở phụ phàng vua tống khâm tôn xem chuyện xưa mà bắt hết hồn gớm cho kẻ thay lòng đổi già gã tần cối ít ai còn là dùng mưu thần giết thác nhạc phi thương trung thần ghét nịnh mặt lì giảm thiết kế hại tội lương đông họ hiến để có nhà họ đồng cùng chuyên quyền muôn tìm gian sang nhờ tư đồ thiết lập liên hoàn nghiệp nhà hơn mới an một lúc cảnh gian nan như lưu hoàng phúc qua ở giờ diễn thiệu dung thân quan công hầu dình chắc nghĩa ân dược năm ải về thăm quân trường kẻ nghĩa khí thiên kim giảng lượng lũ nịnh thần sách sử nào khen xem tích xưa thẹn rơi bóng đèn đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa coi sự sông như tiên nửa nửa mê mồi thơm như cá lục châu sao chẳng lo thức tình hoài đầu cho khỏi thẹn với người thiên cổ cấp cô độc là nhà bá hồ còn đành lòng bồ thí xả thân chữ dình hòa phu quý chẳng cần miệng hiểu đạo hơn là châu bao chẳng sớm lo chẳng chờ sợ lão e sau này tâm nào đoạn trường
lũ gian hùng mang lấy quà ương, trời đất xử những người bội phạm. Phải trỗi dậy nướng dây hùng tráng, chữ đại hùng đại lực từ bi, vậy mới trang quân từ nam nhi, thân dốc dẹn hai câu ngai thảo. Đời cũng lắm bao người giá áo nương bá dinh, nhị hiệu hàng túi cơm, thấy dân ngu trong giả sẵn hòm quyết kim thế đặng toan lừa. Ngọn bút sắc chỉ đường người tôi gầy kim can, đưa chúng lên đàn kiếp nương theo trực chỉ tây khoan, đến cực lạc tìm nơi an. Dẹp cày cáo dùng cây thiền trường lánh ta bà, coi thế đua chen được vinh hoa, khinh bị kẻ hèn, bán khoản bạn như ngươi bùi kim. Trên mặt đất hạng người ấy hiếm thấy, tiền mù sổ xuống giữa dòng, nhìn trận hầm lao bắt mũi lòng, than cặn kẻ kêu dân sớm tình. Viết ít câu cho đời ngâm dình, phần tài sơ xin hãy thứ tha. Yêu nhân sanh trỗi dòng hùng ca, tạm nghiêng bút vẽ tranh thế tạo. Trong ba tánh nhìn xem châu đáo, chớ vội vàng chê lão ngu si, rạch lan tâm những đứa vô nghị, nhắc sơ tích người xưa trong sự. Khuyên ba tánh vàng dân gìn giữ lao chúc cầu, thiên hạ thái bình, đứng trung can hành thiện truy kinh, mong trên dưới cùng nhau thảo thuận. Đã thấy lộ có trời báo ân, diệt loài gian tầm kim con tiên, nở hồng trần túc trái tiền khiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế.
hoàng thang luật chê đời không hay những việc xa vời. Gặp cơn mưa ta hãy cho tới lúc hạn nắng từ bi giúp non. Cảnh thế tàu càng ngày thọn mòn, giống di trùng thường đục phổi tim. Đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biên thước qua đà lai thế. Kim giới cổ nhìn xem thế hệ, sợ có ngày hoạt tội ư thiên. Nếu đục trong càng tỏ cơ quyền, mực đã cạn lòng yêu chẳng màng. Ai coi qua xin đừng bỏ ơi lãng, gắn công trình dạch lá tìm sâu. Nay dương trần gặp bụi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hà. Điên nhân nghĩa điên gì đạo cả, thôi chào đời khép mỹ cửa buồn duyên. Có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật.